bảo cậu bóp mẹ lấy răng mà cắn nó vào không có kìm thì dùng răng. Bây giờ hạ cánh ra nó hạ ra thôi rồi để chỉnh lại tí. Tập hình cái này bao nhiêu cái này là khoảng 20 hectare. Đây nó xuống như thế này đấy. Đây đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.